Cả ngày hôm nay, người dân Hà Nội khi ra đường đều cảm thấy rất bất ngờ vì thời tiết thu nắng ráo mát mẻ, bỗng chuyển sang một ngày gió lạnh mưa phùn. Dù chưa thể rét căm căm như mùa đông, nhưng sự thay đổi đột ngột đó cũng khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tổ hợp hai yếu tố bao gồm không khí lạnh từ phía Bắc và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung sáng nay. Bao trùm bầu trời Hà Nội cả ngày hôm nay là mây đen, thời tiết âm u duy trì trong thời gian dài, các cơn mưa gián đoạn và có diện không đều, song đủ khiến những người ra đường trong ngày hôm nay cảm thấy lạnh. Hiện tiết khí đã chuyển sang hàn lộ, nghĩa là mát mẻ từ ngày 8 tháng 10, cũng đánh dấu giai đoạn miền Bắc đón nhiều khối không khí lạnh hơn. Cả ngày trời không có nắng, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 26-27 độ. Tuy nhiên, nếu chỉ là khí lạnh tràn về thôi thì chưa đủ gây ra dạng thời tiết âm u suốt cả ngày cho Hà Nội, mà thủ đô còn đang chịu tác động từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Với vùng mây rộng, bao trùm từ Trung Bộ đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hoàn lưu này đã góp thêm mưa cho Hà Nội, nên các đợt mưa cứ ngắt quãng, diễn ra suốt cả ngày. Dạng thời tiết này sẽ còn duy trì trong ngày mai khi không khí lạnh được bổ sung. Phải sang đến ngày 12 tháng 10 thì trời Hà Nội mới có nắng, thời tiết hanh khô. Dạng thời tiết này có thể nói là khác hẳn với các năm trước, bởi vì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì gần như là ngày 10 tháng 10 nào đối với Phan Anh ấn tượng cũng là những ngày nắng rất là đẹp, gió nhẹ, trời hanh hanh rất là dễ chịu. Và ví dụ như kỷ niệm vào 1000 năm Thăng Long Hà Nội thì vào năm 2010 thời tiết rất là đẹp. Và cách đó 63 năm ngày giải phóng thủ đô vào 10 tháng 10 năm 1954 thì qua những tư liệu lịch sử thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là các đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô cũng trong một thời tiết rất là đẹp. Tuy nhiên thì thời tiết hôm nay ở Hà Nội có vẻ không như mọi người mong muốn, không chiều lòng người khi âm u và kèm theo mưa gần như suốt cả ngày.